thì được cơ bản là Hoàng Long nó cũng là hay. Vâng, chào các bác và anh em nhá. Trong buổi chiều ngày hôm nay, anh em đội ngũ kỹ thuật Hoàng Long đang có mặt tại đội 7 xóm Náng, Trúc Cầu, Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội. Setup cho nhà bác Cải một cấu hình combo. Cấu hình combo nhà bác Cải là gồm một đôi loa VA 12 đen, một sub T9, một đẩy X23, một mic 321 Pro. Các bác và anh em chờ trong giây lát, đội ngũ kỹ thuật sẽ setup cái cấu hình combo này lên cái không gian của nhà bác Cải. Mời các bác và anh em thưởng thức cái chất âm. Thử cho nào nhá. Chú 2 đây.
chế độ 2 nó nhiều chỗ, ông biết nhiều chỗ. Chế độ 3 rồi. Chế độ 3. Đấy, chế độ 3 là chế độ hát này. Chế độ 4 này này. Đấy, nghe nhạc. Chế độ 4 nó nghe nhạc. 5 là nghe nhạc, nhưng mà ông nghe 3 mic ở 4 này. 3 là hát, 4 là nghe nhạc. Ừ, 3 là 4 là nghe nhạc.